trong tập phát sóng tuần này. Kính mời quý khán giả cùng chương trình Khát Vọng Mùa Vàng cùng gặp gỡ chị Nguyễn Thúy Kiều, người phụ nữ kiên cường đến từ tỉnh Đồng Tháp. Chị Thúy Kiều đã và đang thành công với các sản phẩm sữa hạt sen mang thương hiệu sữa hạt sen Ba Tre. Sau 6 năm gây dựng sự nghiệp, sản phẩm của chị đã có chỗ đứng nhất định tại thị trường và công ty cũng đã cho ra nhiều sản phẩm mới như bột sữa hạt sen, trà sen, hạt sen sấy khô. Các sản phẩm của chị được bình chọn công nhận đạt chuẩn ô cốp 3 sao đã giúp các sản phẩm này được người tiêu dùng đón nhận và sử dụng nhiều hơn. Để hiểu hơn về quá trình phát triển thương hiệu của chị Nguyễn Thúy Kiều, mời quý vị khán giả đón xem chương trình Khát Vọng Mùa Vàng được phát sóng vào lúc 19h15 phút thứ tư ngày 16 tháng 10 năm 2024 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.